Xin kính chào tất cả các nhà đầu tư đang quan tâm đến HCT và đầu tư hàng hóa. Trong clip trước thì tôi đã giới thiệu với các anh chị chỉ báo MA và chỉ báo Bollinger Band dùng để xác định xu hướng của thị trường và đo mức độ biến động của giá. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chỉ báo nữa, đó là MACD, một chỉ báo cũng được sử dụng khá nhiều trong phân tích kỹ thuật đối với thị trường đầu tư tài chính nói chung và thị trường giao dịch hàng hóa nói riêng. Nói sơ qua một chút thì MACD được phát triển bởi Jerome Upen vào năm 1979. Thì Upen là một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích thị trường kỹ thuật. Như hôm trước thì chúng ta có tìm hiểu về đường MA, như vậy thì MACD cũng có ký tự MA trong đó, thế thì chúng có liên quan gì đến nhau hay không? Chính xác ra thì chúng có liên quan đến nhau. MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, dịch ra thì nghĩa là đường trung bình di động hội tụ phân kỳ. Cũng như là Bollinger Band thì MACD được hình thành dựa trên cơ sở nó là các đường MA, ở đây thì sử dụng là đường EMA. MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng và động lượng thời gian của một xu hướng giá. Bản thân riêng MACD thì nó chỉ là một chỉ báo xu hướng như là MA, nhưng mà khi kết hợp thêm phần MACD histogram thì lại biến thành một chỉ báo hết sức là lợi hại. Như vậy thì đầy đủ của MACD bao gồm những gì? Chúng ta có MACD thì bao gồm đường MACD mặc định là màu xanh. Thứ hai là đường signal, tức là đường tín hiệu với mặc định là màu đỏ và dải histogram. Với histogram thì mỗi nền tảng giao dịch có một kiểu màu khác nhau, như trên nền tảng giao dịch CQG thì mặc định của nó là màu xanh hay investing là màu đỏ. Thật ra thì cái màu sắc thì cũng không quá quan trọng lắm, bởi vì chúng ta có thể thay đổi màu theo ý thích của mỗi cá nhân. MACD có các thông số mặc định, nó là 12, 26, 9, đại biểu cho 2 tuần giao dịch, 1 tháng giao dịch và 1,5 tuần giao dịch. Bởi vì thị trường tài chính giao dịch 6 ngày một tuần, đối với thị trường hàng hóa thì giao dịch là 5 ngày. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay đổi những cái thông số này trong phần cài đặt. Tuy nhiên thì 12, 26, 9 nó là một cái tổ hợp thông số được sử dụng nhiều nhất và có độ chính xác cao nhất đã được kiểm duyệt. Do đó lời khuyên cá nhân của tôi đó là chúng ta sẽ đi theo đám đông và chúng ta sẽ sử dụng những cái chỉ báo với những cái thông số nguyên thủy. Quay lại với chỉ báo MACD thì như tôi đã nói thì MACD được hình thành dựa trên các đường MA, mà chính xác ở đây nó là đường EMA. Do đó MACD nó vẫn chỉ là một chỉ báo biểu thị về xu hướng giá của thị trường, và cũng như MA thì MACD vẫn chỉ là một chỉ báo chậm nhưng mà nhạy cảm hơn về giá và theo sát hơn, bởi vì thành phần của MACD là các đường EMA ngắn, mà EMA thì theo khá sát với giá và nhạy cảm với các biến động của giá. Chúng ta có đường MACD là kết quả của hiệu số giữa hai đường EMA 12 và EMA 26. Đường signal tức là đường tín hiệu thì nó được hình thành bằng EMA 9 của đường MACD, tức là thay vì dùng EMA của giá đóng cửa theo nến như đường MACD thì ở đây nó sẽ sử dụng ngay cái thông số của đường MACD luôn. Như vậy thì chúng ta có giá thị trường hình thành nên đường MACD và đường MACD thì hình thành nên đường signal. Nếu như không xem xét về histogram thì chúng ta vẫn có thể giao dịch với MACD theo một số cách mà tôi tin là các anh chị đã từng nghe qua. Đó là khi đường MACD cắt xuống signal thì cho tín hiệu bán, và ngược lại khi đường MACD cắt lên đường signal thì cho tín hiệu mua. Đây là một quy tắc giao dịch rất cơ bản của MACD. Tuy vậy thì bản chất của MACD được hình thành từ đường EMA, mặc dù có sự nhạy cảm với biến động của giá, tuy nhiên vẫn có một cái độ trễ nhất định. MACD thì được sử dụng chính xác nhất đối với các khung thời gian lớn, thấp nhất là khung thời gian 1 giờ, và đối với dài hạn thì sử dụng chỉ báo MACD là một chỉ báo khá là chính xác. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về đường MACD cơ bản. Như tôi đã nói ở đầu clip thì đường MACD bản chất của nó vẫn là một chỉ báo chậm, nhưng mà khi kết hợp lại thêm cả MACD histogram thì
thì nó sẽ biến thành một chỉ báo rất là lợi hại. Có nghĩa là phần MACD histogram nó sẽ giải quyết cái phần chỉ báo chậm của MACD. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem histogram sẽ giải quyết về cái vấn đề chậm này như thế nào trong clip tiếp theo. Chúc các anh chị đầu tư thành công cùng HCT. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở clip lần sau.